Ủy ban nhân dân tỉnh khảo sát dự kiến đầu tư xây dựng hồ chứa nước sông Rây 2. Nhằm cắt lũ hạ lưu sông Rây, đồng thời tích trữ lượng nước xả hàng năm của hồ sông Rây để phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát thực tế khu vực dự kiến đầu tư xây dựng hồ chứa nước sông Rây 2 tại xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức. Cùng đi theo đoàn còn có đại diện các sở ban ngành. Hồ chứa nước sông Rây thuộc địa bàn xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, xã Hòa Bình, Hòa Hưng, Bầu Lâm, Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc và hai xã sông Rây, Lâm Sang, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Công trình được đưa vào sử dụng tháng 12 năm 2012, cung cấp nước tưới cho gần 9.360 hecta sản xuất nông nghiệp và cung cấp 535.000 mét khối một ngày đêm nước phục vụ sinh hoạt, đồng thời hoàn lưu và hỗ trợ đập dân sông Rây. Theo thực tế, tổng lượng dòng chảy trung bình hàng năm đến hồ vào khoảng 558 triệu mét khối, trong khi dung tích hồ chỉ đạt 215,36 triệu mét khối. Nhằm đảm bảo an toàn cho công trình, đơn vị vận hành quản lý hồ phải điều tiết xả qua tràn với tổng lượng nước trung bình gần 343 triệu mét khối, gây lãng phí nguồn nước và ảnh hưởng đến các hộ dân sống ở vùng hạ lưu. Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu dự kiến đầu tư xây dựng hồ chứa nước sông Rây 2 nhằm cắt lũ hạ lưu sông Rây, cũng là tích trữ lượng nước xả của hồ sông Rây. Hồ đặt tại xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, diện tích khoảng 500 hecta, dung tích thiết kế từ 80 đến 100 triệu mét khối. Sau khi khảo sát thực tế vị trí xây dựng hồ, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tính toán phương án, lựa chọn đơn vị tư vấn phù hợp để có báo cáo chi tiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh.